Ok cả nhà, thì lại là anh Sen đây. Cả nhà nhớ nhấn đăng ký kênh Chú Chó Đi Hai Chân Tim để ủng hộ những clip và các thành viên ở trong team Sushi Sọn nha. Hello là ok, thì ở tập trước á đã xuất hiện hai cái tên hacker mũ bạc và hacker mũ vàng. Bọn chúng đã lấy nước ngọt bẩn bán cho các em học sinh đó cả nhà, và làm cho các em học sinh bị đau bụng, trong đó có Bé Thảo luôn đó cả nhà. Và rồi lúc này chị Hiền cùng với em Bông đã phát hiện ra và đã lên một cái chuyên án điều tra cái bọn hacker bán đồ ăn bẩn này đó cả nhà. Đúng rồi, bây giờ mình phải tìm cách mình điều tra ra cái nhóm này, để có được cái nhóm này nó bán cái đồ ăn gì mà bẩn để cho mấy em này ăn. Ai cũng bị đau bụng hết cả nhà, không thể để cái nhóm hacker hàng rong này tiếp tục bán đồ ăn bẩn cho mấy đứa được. Ok cả nhà, thì lúc sáng á thì mấy đứa trong đội xám sushi sọ này cả nhà, nó có ăn chung bánh tráng trộn với lại uống nước bẩn cho nên tụi nó bị đau bụng. Cho nên ngày hôm nay á, mình sẽ lập một chuyên án cùng với những em này để điều tra thử xem á là cái bánh tráng trộn với lại cái nước đó được làm từ cái gì. Thì bây giờ á mình sẽ chia làm hai đội cả nhà, một đội sẽ đi điều tra nước ngọt bẩn, một đội sẽ đi điều tra bánh tráng trộn bẩn. Thì hiện tại á, bên cái đội mình điều tra nước ngọt á thì mình có em Chí trong trường. Xin chào mọi người. Tiếp theo là em Phú đẹp trai cả nhà. Xin chào mọi người. Ok, còn bên cái đội bánh tráng trộn á thì còn nhiều người hơn, cho nên đây là em Tiến Sư Đệ. Chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ đi điều tra cái bọn hacker bán bánh tráng trộn bẩn nha mọi người. Tiếp theo là cái em Dũng lực sĩ cả nhà. Em này rất là mạnh, em này chính là vệ sĩ trong đội của mình đó. Em rất là tự tin khi được chị Hiền giao nhiệm vụ điều tra bánh tráng trộn, nên là 100% sẽ điều tra ra vụ này. Tiếp theo là em Kinh, thì em này rất là thông minh cả nhà, em này chính là quân sư trong đội này. Còn nghĩa là em Thảo thì cả nhà đã biết rồi, Thảo giới thiệu một tí với Thảo. Thì mọi người, mình là Thảo, đội trưởng đội đi tìm bánh tráng trộn dơ nha mọi người. Ok cả nhà, thì giờ mình có một cái kế hoạch như vậy. Tại cái nhóm bán bánh tráng trộn với nhóm bán nước ngọt đó chỉ là chung một đội cả nhà, cho nên là mình nghĩ cái phương thức mà điều tra nó cũng giống nhau thôi. Thành ra á là mấy đứa nghe nè, là ví dụ mấy đứa mà thấy được cái đối tượng mà bán bánh tráng trộn hay bán nước ngọt bẩn á thì mấy đứa đừng có tiếp cận vội, mấy đứa phải theo dõi đến từng cái nơi căn cứ của cái người đó, xong rồi mấy đứa tiến hành là chụp ảnh lại, quay lại bằng chứng là cái quy trình mà chế biến của mấy cái người đó, sau đó mình đem về mình có bằng chứng mình mới tới mình bắt bọn họ. Mấy đứa nghe rõ chưa? Ok chị, chờ đó là nghề của em mà chị. Em rất là tự tin để hoàn thành nhiệm vụ của chị Hiền đưa ra. Ok, bây giờ mấy đứa đã hiểu được kế hoạch chưa? Rồi. Nhưng mà em không có thiết bị nào để quay lại hình hết chị. Ok, không thể Thảo đây nè, chị sẽ cho Thảo mượn điện thoại. Khi mà đến đó, Thảo đứng từ xa, Thảo cũng có thể quay được cái cảnh đó chứ không cần tiếp cận gần đâu. Dạ. Rồi bây giờ mình chia ra hai đội đi để mình tìm cái đội hacker bé hàng rong đi cả, đi mấy đứa. Okay. Rồi, okay, Thảo đi hàng bên đây nghe. Dạ. Anh nói nè, hồi sáng á là mình tới hết bánh tráng trộn rồi. Bây giờ á, để nhanh chóng đi lấy nguyên liệu đi. Rồi về anh em mình sản xuất bánh tráng trộn bẩn tiếp. Đúng rồi, giờ em đi lấy nha. Là để biết chỗ nào lấy chưa? Dạ, ngoài đường ngoài ca người ta dục từng lơm luôn. Để em ra em lấy là về ta chế nó mình đi bán. Hợp lý được, trời thông bên đó, ở đi rồi. Nhanh đi được con về. Để mình ra mình coi được coi. Nha, đây là chính là nguyên liệu để mình làm bánh tráng trộn dơ như mọi người. Trời, bánh tráng trộn ngon thì người ta dục rồi. Cả nhà thấy không, cái tên này liên tục bới rác để tìm bánh tráng bẩn đó cả nhà. Vậy thì làm sao các em không bị đau bụng cho được? Trời, bánh tráng ngon thì người ta dục. Ui, để mình đem về hết bao nhiêu tiền. Ok mọi người nha, thì mình với lại là đội chi tìm bánh tráng trộn bẩn đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái thằng mà mang mặt nạ đen đó mọi người. Bởi vì mình thấy thằng đó là được giao nhiệm vụ là đi lấy bánh tráng trộn về làm mọi người. Đúng rồi, là cái thằng đó sẽ là nó mới bán bánh tráng trộn cho tụi mình á. Bây giờ mình phải tìm ra nó, nguyên nhân tại sao mà nó bán bánh tráng trộn cho mình mà làm tụi mình ăn bị đau bụng. Đúng rồi, các bạn Dũng. Đúng rồi á mọi người, hồi sáng nay mình ăn bánh tráng trộn có ăn ké của người ta có 2-3 miếng thôi mà mình về nhà mình bị ẻ chạy 2 tiếng đồng hồ mọi người. Hên á là mình nói xong á là mình sẽ đem một bì về ăn, nhưng mà may mà mấy bạn này bảo là bị đau bụng cho nên là mình đã vứt cái bì bánh tráng trộn đó ra rồi. Với lại là Xu không có bị đau bụng mọi người. Thì cái lúc này á, đội thám tử nha, Sushi Sọn đã phát hiện ra cái đối tượng bán bánh tráng trộn bẩn đang đi nhặt bánh tráng ngoài đường đó cả nhà. Và đội thám tử bắt đầu theo dõi hắn. Trời ơi, nó vô nó lục thùng rác kìa. Ghê quá vậy. Mọi người có thấy nó lục thùng rác không? Ghê quá. Nó còn lấy bánh tráng như đứa làm gì không biết nữa.
Đúng rồi, những cái đó là làm cho tụi mình bị đau bụng á. Đúng rồi mọi người, hèn chi là mình bị ẻ chảy hồi 2 tiếng đồng hồ ở sáng đó nha mọi người. Và lúc này cái đối tượng bán bánh tráng trộn vẫn đang cố gắng lục thùng rác để lấy những cái bánh tráng bẩn đó cả nha. Tuy nhiên lần này hắn không ngờ rằng tất cả những cái hành động phi pháp của hắn đều đang bị đội thám tử, bé Thảo và Su quay lại được hết rồi đó cả nha. Mình cứ tưởng là bánh tráng này là bánh tráng xuất khẩu rồi an toàn đó mọi người, mà ai ngờ đâu á là nó nhặt đường dưới đất lên. Không ngờ nó nghe tới nổi vậy á mọi người. Vậy mà hồi xưa nó nói là bánh tráng ngon gì đó, bán chỉ vì đam mê nhà, không thiếu gì tiền. Đúng rồi mọi người, bánh tráng ngon này mình ta dục quý quá. Để mình về mình chế biến làm hàm bánh xuyên thật, rồi mình bỏ vô bì đi bán cho mấy tụi học sinh ăn. Và rồi lúc này đội thám tử nhà Su Thế Dọn bắt đầu hành động đó cả nhà. Cả nhóm đã bắt đầu bám theo hắn để xem thử là hắn đã chế biến bánh tráng trộn như thế nào mà làm cho các em bị đau bụng đó cả nhà. Trời ơi mọi người, nó tới rồi kìa mọi người. Mọi người, hình như là nó tới công đoạn pha chế mọi người. Với lại là mình thấy nó lấy bánh tráng ra đường mọi người, xong nó về nó mua thêm phẩm màu rồi này nọ mọi người. Nó pha chế rồi nó cắt bánh tráng trộn ra mọi người, nó pha mọi người. Đúng rồi á, bây giờ mình phải lấy lại bằng chứng thôi. Để ta mang bao tay vô. Chứ cái vũ ngon này rất là đập. Ta sợ tay ta. Để làm bánh tráng trộn là phải cắt bánh tráng trộn này ra. Cắt bánh tráng này ra mới là thành bánh tráng trộn. Là phải làm nhanh để cung cấp số lượng để mai đi bán cho cái đám học sinh hồi sáng nha. Cả nhà nhìn đi, cái tên này bắt đầu lấy một cái loại hóa chất gì đó cả nhà. Hắn rải lên trên để cho cái mùi hôi bị mất đi đó cả nhà. Đây là hóa chất tại chất dơ nha. Muối gì vậy? Ghê thì ghê. Hình như là thay cái đó là cay cay lắm, là cái đó là khiến mình cay xong rồi mua nước của nó á. Bẩn ghê. Xong rồi nó trộn thêm hóa chất vô nữa kìa. Trời ơi, nó còn trộn thêm phẩm màu nữa, ăn này không bị ẻ chảy với lạ. Trời ơi, gì mà bánh tráng siêu rẻ cái gì? Cái là bánh tráng siêu dơ thì có. Đúng rồi, bánh tráng siêu dở thì có. Không, mọi người thấy nó cắt không? Nó trộn vô, nó bỏ vô bao nhiêu mọi người ơi, ghê quá. Trời ơi, bỏ phẩm màu vô. Trời ơi, cả nhà thấy không? Tên này bắt đầu lấy cái hóa chất gì ở trong một cái chén và bôi lên trên bánh tráng trộn đó cả nhà. Nghĩa là thành bánh tráng trộn là quá đơn giản. Đúng là công thức của đại ca cơ quá ghê. Lần này thì mọi hành vi phạm pháp của hắn đều bị đội thám tử nhà Su Thế Dọn quay lại đó cả nhà. Giờ có thể bỏ vô bì là có thể đi bán được rồi. Bỏ vô rồi đi bán nè. Giờ bì này bán được nhà có nó mua. Nhưng mà giờ mình thèm nhưng mà mình không được ăn. Cái này là quá dơ luôn. Không, cái này mà không đâm mà có lãi. Ăn cho nó thêm muối để cho ăn để mình lấy mình bán được chứ. Ok, như thế này được đó. Giờ mình sẽ đem đi bán nè. Với cái bảng này người ta không có nghĩa ra đây là bánh tráng bẩn nè. Rồi cầm đi bán nè. Bánh tráng siêu rẻ đây. Bánh tráng siêu rẻ đây, 1.000 một bờ đây, mày vô đây. Sau khi mà tên hacker bán bánh tráng trộn đi á, thì Su liền báo cả team để vô kiểm tra đó cả nha. Mọi người á, nó đi nó để lại mấy cái này nè mọi người. Bây giờ mình sẽ chụp lại để có bằng chứng nha mọi người. Thôi quá mọi người ơi. Mình không ngờ là nó có thể chế biến bẩn như vậy được.
Đúng rồi mọi người, ngon á nhưng mà nó dơ mọi người. Có mấy cái nó nhặt từ thùng rác luôn á mọi người. Nhưng mà mình cảm giác sao nó chế biến hôi mà sao nó đi bán mà nó lại không có mùi hết mọi người ơi. Lúc này á thì Su đã phát hiện ra là do cái chai hóa chất ở trên bàn đó cả nhà. Hình như là cái hũ đây nè. Bây giờ mình mang về để mình nghiên cứu trong đó nó làm từ cái gì đi mọi người. Đúng rồi mọi người, bây giờ mình sẽ mang một chút về để cho chị Hiền nghiên cứu nha mọi người. Bây giờ nhiệm vụ của em làm gì đâu đại ca? Mình nói sáng á là mình bán hết tất cả những cái gì mình có rồi. Bây giờ á là đại ca mới sai cái thằng sư đệ kia, hacker mũ đen á, đi lấy bánh tráng trộn bẩn rồi. Bây giờ nhiệm vụ của hacker mũ đen là đi thu thập chai và nước để về mình chế biến ra cái chai nước ngọt như hồi sáng á. Đấy. Chuyện này rất chi là thú vị nha. Được, nhưng mà hacker mũ vàng là biết được là mình lấy những cái đó ở đâu chưa? Đương nhiên là đồ bẩn thì thường thường nó sẽ ở trong đống rác thì chúng ta vô đống rác chúng ta lấy thôi. Đúng rồi, đừng có mua chi tốn tiền, mình phải làm sao mà tiết kiệm nhất có thể để mình sinh lời. Ok chưa? Rồi, hacker đi lấy đi. Ok cả nhà, thì bây giờ đội bên Coca đang đi tìm cái người mà bán Coca bẩn hôm sáng á cả nhà. Cái người đó mặc áo xanh, quần xanh. Nó còn mang mặt nạ hacker màu vàng nữa anh. Nó còn ốm ốm nữa chị. Đúng rồi, nhưng mà miêu tả nó giống thằng Chí đội mình với cả nhà. Và cái thằng đó nó mang mặt nạ. Và Chí đội mình chưa không mang mặt nạ cho nên chắc không phải đâu. Bây giờ mình sẽ đi tìm nghe. Nhớ thằng kia kìa chị. Đúng không Chí? Cái thằng đó đeo mặt rác đúng không? Ừ. Đúng rồi chị, nó bây giờ mình tiếp cận nó từ xa thôi, đừng có vô sát là nó phát hiện á. Ý mấy đứa nó mang cái bảng gì á, hình như là nước ngọt siêu rẻ 1k. Vậy là đúng cái người hồi sáng rồi đúng không? Dạ. Ê mấy đứa bây giờ núp theo dõi tụi nó đi. À trời nè, một chai à, vậy là à, một chai nước ngọt à, này kiểu bán rồi đúng rồi nha. Cả nhà ơi, đúng rồi, cái thằng đó rồi, nó mang cái mặt nạ màu vàng, hacker màu vàng cả nha. Cái tên hacker mũ vàng vẫn không biết và hắn vẫn đang cố gắng lấy những cái chai bẩn đó cả nha. Nó còn lấy cái chai kìa chị. À, thêm một chai nữa, dừa quá, nhưng mà về ta sẽ rửa lại là sạch thôi. Mấy đứa có thấy cái chai nước màu lớn, 1 lít nó vừa mày lấy không? Dạ hai chị. Cái chai nước đó nước dừa lắm, nước màu vàng mà nó dám nó lấy nó pha cho mấy đứa uống hồi sáng á. Hồi sáng nó còn nói là cái gì mà nước chất lượng không ngon rồi bạn uống nha. Tôi đây không chờ bạn nữa cho tôi uống liền đúng không? Đúng rồi chị. Giờ sáng đến đâu uống em, chị có uống không? Hình như là có. Ôi này chắc bé rồi. Bây giờ từ núp đi để coi hưởng nó tiếp bước tiếp theo của nó làm gì, tại vì nó mới nhặt chai thôi mà nó chưa làm gì hết. Ôi, chạy hết rồi ơi, đi vào sao chết thôi. Nhặt được ba cha rồi, cái này cách kiểu bán lo rồi. Thôi giờ đi lấy nước bụng pha chế thôi. Đi thôi. À nước nè. Ôi là trời, cả nhà nhìn thấy không? Hắn đang lấy nước ở trong hồ cá để pha thành nước ngọt đó cả nhà. Cái người này nó lấy nước cái hồ cá này cho mấy đứa uống á. Vậy là sáng giờ mấy đứa uống nước đáy của mấy con cá đó nè. Ghê quá chị ơi. Ghê quá chị ơi. Nó lấy được một chai rồi, hèn gì cái nước nó vàng vàng á là tại vì lấy từ trong cái hồ này ra nè. Chết rồi, như vậy là phải bắt thôi. Cho nó còn lấy nó rửa tay nữa cái mấy đứa. Em cũng không tin tưởng nổi luôn á. Chị ơi, nên vậy được rồi. Mở bọt bọt lên vừa đủ luôn. Rất chi là ghê, chai thứ ba lại vừa đủ nữa. Trời ơi, nó lấy xong rồi. Chị nghĩ là từ cái nước này nó sẽ pha ra cái nước ngọt cho mấy đứa uống đó. Đúng rồi chị. Bây giờ mình theo dõi nó tiếp với mấy đứa. Ok chị. Ha ha ha. Vậy là như đây nước là vừa tẩm màu pha chế là ok nhất. Với cái bảng này người ta sẽ nghĩ là không phải nước bẩn đâu, là nước cực kỳ uy tín, là nước sạch thôi. Thôi mang về, bắt đầu vừa pha chế thôi. Thôi giờ đi xa chế lấy kiếm tiền ăn vui. Thôi chắc cái này mình bán phải nhiều tiền khỏi chi gì cho thằng đại ca với thằng đó mặt nạ đen nữa. Đây rồi. Đó, bây giờ nó sẽ pha chế, nó đổ gì vô kìa cả nha. Không lo sợ chịu. À,
đây là nước cái phẩm màu đây. Đây chính là cái khu quả vô hành nước ngọt nhưng mà nó hơi lạc lạc xíu. Bỏ chút xíu vô, từng ly từng tí. Trong trời ơi, chỉ một giọt mà nước lại biến thành nước ngọt luôn rồi đó cả nha. Không ngờ rằng bọn chúng lại sản xuất nước ngọt dơ như thế này. À, kinh đơ. À, nó đã thành Mirinda rồi. Cái ống đi ông, đó người đầy đổ vô, không ở đâu người ta lắc lắc. Ok cả nha, bây giờ mình đang quay lại quá trình của người này đã chế biến thành một loại nước màu xanh này cả nha, cái ống đi ông. Đó người này đổ vô, xong ở đâu người ta lắc lắc lại biến thành nước ngọt Mirinda màu xanh rồi đó cả nha. Trời ơi, người này cũng xu hướng quá, cái loại này vừa mới ra này cho nên là họ chế biến cái loại này luôn nè. Trời, mấy đứa thấy ghê không? Ghê chị. Bây giờ cái người này đang chiết ra cái chai lớn để bán cho mấy đứa đó. Hồi sáng là Mirinda bị kem rồi mấy đứa. Dạ. Chết rồi, buổi chiều này là Mirinda bị kem vị chanh cả nha. Hacker này ghê quá, con này không ngờ dùng ba cái đồ bẩn như vậy. Và rồi sau khi mà pha chế xong á, tên hacker này liền sang chiết để có thể tạo thành một cái chai 1,5 lít để đem bán cho các em học sinh đó cả nha. Ôi đổ đây mình chúng nó phát triển, coi còn lại đổ ngay đây. Cuối cùng cũng xong được một chai Mirinda. Nước chi là uy tín. Đúng là mình là một đầu óc trí nhớ khoa học bạn. Chị. Bây giờ mình sẽ chụp lại cái hiện trường đó nha cả nhà. Đây là tất cả những cái gì mà cái người mà pha chế để lại đó, mình sẽ chụp lại ảnh. Trời ơi, nước ngọt mà nó nói là nước ngọt siêu ngon siêu rẻ. Ghê quá chị ơi. Đúng rồi, còn cái chai này nữa cả nhà. Cái chai này chính là cái chai dùng để pha ra nước ngọt cho mấy đứa, nó có màu xanh. Trời ơi, cái mùi hôi lắm cả nhà. Ngửi thử đi. Hôi quá chị ơi. Thôi đừng có hủ đặc lắm, cái mùi này chị nghĩ là cái đây là hóa chất gì đó không rõ nguồn gốc, không nhãn mác luôn này cả nhà. Bây giờ mình sẽ chụp lại bằng chứng nha. Okay. Bây giờ mình đã có đầy đủ bằng chứng, bây giờ mình phải tìm gặp cái đội mà bán điều tra bán chén trộn bẩn ở cả nhà. Bây giờ hai đội sẽ hợp lại để coi thử là bên kia có manh mối gì không. Đó thì ok cả nhà nha, mọi bằng chứng về hai cái tên hacker bán đồ ăn bẩn đã có rồi. Thì ở tập sau chính là cái tập đội thám tử nhà suối sọn sẽ bắt được cái tên bán bánh chén trộn siêu bẩn đó cả nhà. Ok cả nhà, thì lại là anh Sen đây. Cả nhà nhớ nhấn đăng ký kênh Chú Chó Đi Hai Chân Tim để ủng hộ những clip và các thành viên ở trong team Sushi Sọn nha.